vòng xoay đường Đông A, thành phố Nam Định. Không khí trang hoàng ngày Tết. Đã có hai chữ Nam Định nữa. Ba chữ Nam Định. Không khí chợ hoa xuân tại khu khách sạn Nam Cường. Đào quất dập trời. Các kiểu quất thế. Quất chùm. Bưởi. Đào rừng thì nhiều vô biên. Những chậu cúc vàng, cúc đại loan. Đây là mai vàng. Không khí buôn bán năm nay thì chắc là cũng rất chậm. Những chậu quất đi đưa vào an như thế này cũng rất ít khách mua. Mai Bình Định đào thế. Bên trái này là lan hồ điệp. Chúng ta rẽ vào thăm chợ hoa để xem có cành đào nào giá hợp lý để mua. Đào năm nay thì nở sớm, hầu như là các cây đào thì đều nở. Cây đào huyền, sáng huyền, chốt bao nhiêu cây quất đó đây em? 200 thưa. Vậy hả? Có nhỏ 200. Đào dí luôn. 200 một cây đều giống giống nhau hết. Mai Bình Định. Kính thưa các loại quất chùm, gọi là quất lọ. Đào một chút, lọ to lọ bé. Ôi mai vàng thì nở rực rỡ. Cà phê đi.
Cây đào phai Mộc Châu, cây có giá vài chục triệu đồng. Cây rất là đẹp. Vườn đào Mộc Châu trở xuống ấy. Cành đào có thể vằn ta là vằn khá đẹp. Cành đào nó chốt ra 2 triệu à, mua rồi đấy à. Khá đẹp, đủ đẹp. Văn ta là văn, rất là đẹp. Trong tuần lễ diễn ra hội chợ, khách hàng đến tham quan, mua sắm tại gian hàng của chúng tôi. Đồ ngon. Xin trân trọng thông báo và kính mời. Làng nghề giày da diễn ra Cảnh Luyến, Phú Xuyên, Hà Nội. Chuyên sản xuất giày da nam nữ cao cấp, giá cả phải chăng, uy tín chất lượng đảm bảo, giá thật 100%. Đào cành bích đào. Đây rồi anh. Vâng. Vâng. Thăm khu đào nhiều nhất đây. Đào phai Giáng Huyền. Xe máy lên đi, xe máy lên trước đây.
Thành đào khoai giá huyền. Cành giáng huyền này là bao nhiêu cành em? Một chục rưỡi, giống nhau hết à? Anh như thế nào? Là đào ở đâu đấy? Không anh em đi lấy em biết. Không biết ở đâu à? Tưởng phải biết được xuất xứ. Không, đây em bán hổ. À. Bắc Giang. Thì cũng là họ trồng, họ uốn nó mới có này chứ đúng không? Nó mới có đều nhau này chứ. Cái này là nhân tạo. Đương nhiên là uốn rồi. Triệu rưỡi giáng huyền đi một có lẽ là nếu mà chơi ơi quay xịn thế anh nhỉ? Máy quay thể thao. À, quay thể thao. Ờ, chống rung. Cái máy này mua hết nhiều tiền rồi. Đạt. Cái này mua cả bộ như này nó khoảng tầm 20 triệu. 20 triệu. Ờ. Quay 4K này, luôn đấy. Cái có quay cả ngày nó có hết dung lượng. Hết chứ. Nó chỉ được khoảng 45 phút 50 phút là một lần quay thôi chứ. Cái này ví dụ như làm vlog vừa rồi cái thứ là đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Anh chơi thể thao anh thường xuyên quay trên xe đạp á. Chống rung tốt lắm. Hầu như là đào bích thì nở hết. Còn 5 ngày nữa thì Tết âm lịch. Có lẽ những cành đào phai thì còn chơi được lâu hơn. Nhưng mà giá cũng không hề rẻ, toàn tầm từ 2 triệu trở lên như một cành. Đẹp quá. Ảnh đẹp, ảnh đẹp. Đón xuân sang, rất là tài lộc từ Phát Nhà. Tinh hoa đất trời Đà Lạt. Thương hiệu hoa lan mùa điểm lớn nhất miền Bắc. Mừng xuân Giáp Thìn 2024, La Nia ra mắt siêu phẩm chậu lan mùa điểm Cửu Long Chanh Châu lớn nhất Việt Nam, đại diện cho quyền lực và phú quý. Đặc biệt, hai cây đào rất vàng có giá lên tới 6 tỷ. Chiêm ngưỡng chậu lan. Tham quan ra vườn lan một tí. Chín bông. Đây, đây.
bạn hồ điệp đa dạng màu sắc. Đẹp nhất ở đây. Ra đấy cô ra thành phố này trăm thôi. Đáng bao nhiêu đó hỏi hết mà cô. Đoán à? Nước. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cả cái bồn nữa. Đúng rồi. 65. 65. 100 triệu. Đếm số bông ấy hả? Đếm số bông thì hơi mỏi mồm đấy, khó đếm đấy, bởi vì họ có đè cái số bông ở đây nè. Họ đè số bông ở trên trên cây đấy. Mới khoảng là đếm bông nhân. Nhân. 120 150 nhân lên. Ua. Ấy ra 86 rồi. Chứ được là 86 em. Điêu xuống được. Đâu đâu đâu. Cái này là đã bán. Màu sắc rất là đẹp. Ok, hay là mình tiếp tục đi tham quan chỗ đào. Bông đẹp đấy ông nhờ. Vâng, bông to. Đào 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 phai đào mộc châu đấy. Nhưng mà mắc lắm. Mấy cây này toàn phải tầm 10 triệu trở lên đấy. Thank you.
nhất chi mai. Đấy, năm nay mà chốt cành đào này 100 là sang năm là thế nào cũng bán được cây đào cây mấy chục triệu. Đấy là cháu là 130 riêng bác là cháu số. Đấy. Cái này đâu 70. Đây này, bác còn đang nói có 70 đây này. Chốt nhanh để bác còn chọn ra một cành. Cành này của cháu đang 100 mà bác bảo 70. Đây là cành bé cháu đang 70. Cứ chốt đi, bác nói thầm rồi nhá, bác không nói to đâu. Đấy. Không, 100 bác nói ngắn gọn bác luôn. Đấy, thế thế mẹ mày nhanh nhận. Sang năm là mẹ mày bán được cây đào mấy chục triệu luôn. Ai tên là mà cả. Bác đi dưới đào bao nhiêu? Đào là 6 triệu này. Nào chốt, mà sẽ làm thế không? Đấy. Ok, rồi. Đây là có cành đào về cắm. Thế là không phải cắm mà không phải đốt đâu nhỉ? Không đâu, cắm nước là nó tươi lên rồi đúng không? Rồi, cành đỏ mà còn thì mai bác chọn cành đỏ nữa. Ok, em về anh nhá.